Thưa quý vị và các bạn, trong số trước của chương trình, chúng ta đã biết rằng hiện nay tỷ lệ trẻ em bị thừa cân hay béo phì đang gia tăng một cách đáng lo ngại, kéo theo nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và tâm lý xã hội. Cũng đã có không ít bậc phụ huynh băn khoăn không biết làm thế nào để phòng tránh và cải thiện tình trạng thừa cân béo phì cho trẻ. Để cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả về chủ đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay bác sĩ Trương Văn Thế đến từ khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Thưa bác sĩ, hiện nay mặc dù hiện tượng trẻ em bị thừa cân đang ngày càng phổ biến, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được, thậm chí là phòng tránh sớm ngay từ giai đoạn người mẹ mang thai, đúng không ạ? Đúng như vậy, những phụ nữ mang bầu mà có cân nặng thừa hoặc béo phì thì con của họ sẽ có nguy cơ béo phì cao gấp 3 đến 4 lần so với những phụ nữ mang bầu có cái cân nặng bình thường. Từ đó, người ta đưa ra một cái khuyến cáo đối với những cái bà mẹ có cân nặng bình thường trong quá trình mang thai chỉ nên tăng từ 11 đến 16 kg. Trong quá trình mang bầu nên có một chế độ ăn uống hợp lý, giàu rau xanh, tránh ăn quá nhiều các chất béo, quá nhiều đường dẫn tới cái tình trạng cân nặng của mình không được kiểm soát. Hoạt động thể dục thể thao cũng như là hoạt động lao động phù hợp với sức khỏe của phụ nữ mang bầu có thể làm giảm thiểu nguy cơ đái tháo đường thai kỳ cũng như là tình trạng béo phì của trẻ sau khi sinh. Dạ vâng, đó là ở giai đoạn trước khi trẻ được sinh ra. Vậy còn đối với trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 5 tuổi thì bác sĩ có lưu ý gì để có thể phòng ngừa hiện tượng này ạ? Đối với trẻ từ 0 đến 5 tuổi thì chúng ta sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ở trẻ nhũ nhi. Thì trong giai đoạn này thì trẻ cần được bú mẹ bởi vì sữa mẹ sẽ là có những chất dinh dưỡng hợp lý nhất khiến cho cái cân nặng, chiều cao, thể chất của trẻ phát triển một cách tốt nhất. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi thì chúng ta cần phối hợp các thức ăn đa dạng, cân đối, đầy đủ các vi chất, tập thể dục thể thao hợp lý theo từng lứa tuổi. Việc đó sẽ phòng tránh được cái tình trạng béo phì của trẻ. Trong thực tế thì trẻ em ở độ tuổi đi học, nhất là các bé đang học tiểu học thì rất là hay bị thừa cân béo phì. Theo bác sĩ, nguyên nhân ở đây là gì và các bậc phụ huynh nên làm như thế nào để giúp trẻ có thể kiểm soát được cân nặng của mình? Nguyên nhân béo phì thì thường do 60 đến 80% là do chế độ dinh dưỡng. Ở trẻ ở lứa tuổi tiểu học thì trẻ em thường thích ăn các thức ăn như là các đồ ngọt như bánh, kem hoặc là các đồ ăn sẵn có chứa rất nhiều chất béo. Ở lứa tuổi này thường thích ngồi xem TV, điện thoại, máy tính dẫn tới rất ít vận động và làm cho các calo dư thừa càng ngày càng nhiều hơn dẫn tới tình trạng béo phì ở trẻ. Thì chúng ta có thể đưa ra một số cái lời khuyên cho các bậc phụ huynh để phòng tránh bệnh béo phì cho trẻ. Thì các bậc phụ huynh nên có một cái chế độ ăn phù hợp và đa dạng, cân đối giữa chất béo, chất đường và đạm trong khẩu phần ăn của trẻ. Trong bữa ăn của trẻ không nên để cho trẻ quá đói mới ăn hoặc cũng không nên trẻ ăn quá no. Nên hướng dẫn các bé ăn chậm, nhai kỹ. Ngoài vấn đề dinh dưỡng, một vấn đề quan trọng đó là chế độ vận động phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Dựa trên cái sự yêu thích của trẻ thì chúng ta có thể kiểm soát được cái chế độ vận động tốt hơn và giảm thiểu nguy cơ gây béo phì. Xin cảm ơn bác sĩ với phần chia sẻ vừa rồi. Trước khi tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một clip ngắn sau để hệ thống lại một số biện pháp phòng tránh béo phì cho trẻ. Trên thực tế, chúng ta có thể kiểm soát trọng lượng của trẻ bằng cách can thiệp vào từng giai đoạn phát triển, thậm chí trong cả giai đoạn mang thai. Thai phụ bị béo phì thì đứa trẻ sinh ra cũng có nguy cơ cao bị thừa cân. Do vậy, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên kiểm soát tốt cân nặng của mình. Trong giai đoạn mang thai mà ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng hoặc cố gắng giảm cân đều sẽ gây hại cho bà mẹ và thai nhi. Vì vậy, lúc này thai phụ chỉ nên ăn cho mình, đừng ăn cho hai người. Chỉ trong 3 tháng cuối cùng của thai kỳ mới cần bổ sung khoảng 200 calo mỗi ngày. Ngoài ra cũng cần luyện tập vận động vừa phải để tránh thừa cân. Sau khi sinh, hãy cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ đầu. Khi trẻ được 6 tháng tuổi nên bắt đầu cho dùng thức ăn đặc và làm quen với nhiều loại thức ăn đa dạng, cho trẻ thường xuyên vận động. Đồng thời rèn luyện cho trẻ thói quen ăn uống điều độ và lành mạnh.
Vâng, thưa bác sĩ, có nhiều người cho rằng việc điều trị căn bệnh thừa cân béo phì cho trẻ là không quá khó và thường chỉ cần điều trị tại nhà thôi. Vậy thì quan điểm của bác sĩ như thế nào về vấn đề này? Thực tế, đối với những trẻ béo phì thì đúng là chúng ta không phải điều trị tại bệnh viện, mà quan trọng nhất đó là việc điều chỉnh về chế độ ăn, dinh dưỡng cũng như là chế độ vận động của trẻ. Tuy nhiên, chúng ta can thiệp lên cái thói quen, sở thích ăn uống và cả cái sở thích hoạt động, vận động hàng ngày của trẻ. Nên nếu chúng ta không thực hiện những cái nguyên tắc mà đã đề ra và tuân thủ những cái lời khuyên của bác sĩ cũng như là của chuyên gia tư vấn dinh dưỡng đã đặt ra thì rất khó có thể đạt được những hiệu quả mong muốn. Vì trẻ nhỏ thường rất là háu ăn, đặc biệt là đối với những trẻ đang có hiện tượng thừa cân béo phì. Vậy theo bác sĩ, chúng ta nên làm sao để trẻ ít ăn hơn và có một cái chế độ ăn lành mạnh hơn ạ? Đối với những cái trẻ béo phì thì các bậc phụ huynh thường rất lo lắng về cái lượng thức ăn mà trẻ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta không được phép để cho các bé quá đói. Phải cho trẻ ăn đúng bữa. Nếu cái lượng ăn mà quá nhiều, chúng ta có thể chia nhỏ bữa ra, tăng cường những cái thức ăn giàu chất xơ, rau xanh, thay thế các thức ăn giàu chất béo, nhiều đường, giáo dục trẻ có ý thức về những loại thức ăn đó để sao trẻ tự mình có thể thay đổi dần những cái thói quen và sở thích về ăn uống của trẻ. Điều này cần sự kiên trì rất lớn của gia đình. Theo bác sĩ thì các bậc phụ huynh nên làm như thế nào để khuyến khích các bé, đặc biệt là các bé bị béo phì thừa cân rồi, có thể tăng cường vận động hơn ạ? Thì hiện tại thì các trẻ thường dành rất là nhiều thời gian cho việc học tập, nên các bậc phụ huynh thường hay gặp những vấn đề khó khăn trong việc tạo điều kiện cho trẻ tập vận động, tập thể dục thể thao. Tuy nhiên, chúng ta có thể dành thời gian một ngày khoảng 30 phút đến 1 tiếng và khoảng 5 đến 6 ngày một tuần dành những bài tập đơn giản, kết hợp những cái công việc nhà như là lau nhà, quét nhà, leo cầu thang. Chúng ta có thể cùng trẻ tập những trò chơi ngoài trời, ví dụ chạy, nhảy, đi bộ. Việc này sẽ rất có ích cho cái việc điều trị béo phì. Dạ vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì có thể thấy rằng là cha mẹ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm cân cho trẻ. Và việc điều trị chắc chắn là sẽ không thành công được nếu như phụ huynh không quyết tâm và kiên trì, đúng không ạ? Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau để hiểu rõ hơn nữa về phương pháp điều trị cho trẻ bị thừa cân béo phì. Một số sai lầm cần tránh đối với trẻ thừa cân béo phì. Nhịn ăn sáng chống béo, điều này không đúng vì khi quá đói trẻ sẽ ăn bù nhiều hơn vào bữa sau. Chỉ giảm lượng thịt, mỡ mà vẫn ăn nhiều chất bột, đường, đồ ngọt. Khi hấp thụ vào trong cơ thể, tất cả các chất đều có thể chuyển thành chất béo dự trữ, nhất là tinh bột. Vì vậy, ăn thừa chất bột, đồ ngọt cũng sẽ gây béo. Sử dụng biểu đồ tăng trưởng không đúng cách. Trẻ có thể quá nặng so với tuổi, nhưng cân nặng đó lại phù hợp với chiều cao. Vì thế, phải đánh giá cân nặng so với chiều cao của trẻ để xác định trẻ có dư thừa cân nặng hay không. Có thái độ cực đoan với trẻ, coi thường, không quan tâm hoặc quá lo sợ, bắt trẻ kiêng ăn quá mức, giễu cợt để trẻ bớt ăn. Điều này sẽ gây hại hơn là giúp trẻ vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của bé. Trong một góc chuyên gia ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả và bác sĩ sẽ cùng lắng nghe câu hỏi của các quý vị khán giả gửi về chương trình thắc mắc về việc phòng tránh điều trị chứng thừa cân béo phì ở trẻ em. Sau đây là câu hỏi đầu tiên ạ, của khán giả Lưu Phương Mai ở thành phố Hà Nội. Thưa bác sĩ, con tôi năm nay 7 tuổi và đang có dấu hiệu thừa cân. Xin hỏi bác sĩ, tôi có nên cho cháu ngừng uống sữa để giảm cân hay không? Trong một khẩu phần ăn của trẻ để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng thì bao giờ cũng sẽ phải có một phần sữa hoặc là các chế phẩm từ sữa. Vì vậy, chị không cần phải dừng lại khẩu phần sữa mà con chị đang uống. Tuy nhiên, chị cần cho bé đến khám tại các cơ sở y tế để được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá lại khẩu phần ăn, đưa ra cái chế độ điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp nhất cho trẻ.
Sau đây là câu hỏi số 2 của khán giả Đinh Văn Tiến ở thành phố Uông Bí. Thưa bác sĩ, tôi có nên cho con uống thuốc và thực phẩm chức năng để hỗ trợ giảm cân hay không? Các thực phẩm chức năng và một số thuốc được quảng cáo là có thể điều trị các bệnh lý béo phì. Nếu chúng ta sử dụng không hợp lý, sử dụng các thuốc, các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không điều trị được tình trạng béo phì của trẻ mà có thể gây ra tổn thương, đặc biệt là ở hệ tiêu hóa của trẻ em, thì anh có thể đưa cháu đến cơ sở y tế có chuyên khoa dinh dưỡng về nhi khoa để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp nhất với cái tình trạng bệnh của trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thừa cân béo phì ở trẻ em đã và đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại trong xã hội hiện nay, nhất là ở khu vực thành thị. Để tránh những hậu quả đáng tiếc đối với sức khỏe và tâm lý của con trẻ, chúng ta cần hành động từ sớm để phòng tránh tình trạng này. Nếu có đủ quyết tâm và kiên trì, thì cha mẹ hoàn toàn có thể trở thành người đồng hành với con trong hành trình giảm cân khó khăn nhưng vô cùng cần thiết. Thời lượng của chương trình Chuyện có bác sĩ kỳ này đến đây cũng đã hết. Quý vị khán giả nếu còn thắc mắc thì có thể đặt câu hỏi bằng cách truy cập vào fanpage Sức khỏe Quảng Ninh hoặc địa chỉ email chuyenconbacsi.qmg@gmail.com. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn bác sĩ Trương Văn Thế đã tham gia đồng hành với chương trình và cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.